Kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ dành cho tạp chí thể thao số 142 ngày hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn bài tập yoga số 6 tăng nội tiết tố, giảm căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cơ thể, giữ mãi tuổi thanh xuân do huấn luyện viên Phạm Thị Hòa, câu lạc bộ Phạm Hòa Yoga Điện Biên hướng dẫn. Bài tập này các bạn có thể tập luyện tại nhà. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên tạp chí thể thao nhìn lại kết quả của giải bóng đá U15 DVF mở rộng sau 3 tuần thi đấu sôi nổi và hào hứng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tuần tổ chức thi đấu, giải bóng đá U15 DVF mở rộng đã khép lại. Giải đấu không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh, mà qua đây còn nhằm đẩy mạnh phong trào bóng đá trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển. Giải bóng đá U15 DVF mở rộng có 4 đội tham gia, gồm U15 LTV Lương Thế Vinh, U15 DVF, U15 Nong Hẹt và U15 Corona. Đây là giải đấu do Trung tâm bóng đá DVF Điện Biên Phủ đăng cai tổ chức. Tham gia thi đấu tại giải, các đội bóng được thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội nhất, nhì và hai đội đồng giải ba. Sau 3 tuần tranh tài với 12 lượt trận, ban tổ chức giải U15 mở rộng đã trao thưởng cho đội bóng xuất sắc nhất thuộc về đội U15 Nong Hẹt, tiếp đó là giải nhì thuộc về đội U15 LTV, hai đội đồng giải ba là các đội U15 DVF và U15 Corona. Từ khi đầu giải đến giờ thì cháu ghi tổng cộng là 6 bàn thắng. Sân chơi này thì rất là bổ ích dành cho chúng cháu học sinh. Cháu rất cảm ơn bạn ban huấn luyện và tất cả mọi người đã đồng hành cùng bọn cháu. Qua giải đấu này thì thúc đẩy cho bọn cháu cố gắng thêm, luyện tập thêm, rèn thêm nhiều kỹ năng cho bản thân và cố gắng phấn đấu để tiếp tục tranh những giải sau nữa. Mặc dù thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, song các cầu thủ đều chơi rất nhiệt tình, đồng thời cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Trong đó, những trận đấu giữa các đội bóng U15 Nong Hẹt gặp U15 LTV hay U15 Nong Hẹt gặp U15 DVF luôn được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Các cầu thủ không chỉ tích cực trong thi đấu mà luôn thể hiện được lối chơi ban bật đẹp mắt. Chính vì vậy, các trận đấu này luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, đồng thời còn nhận được những đánh giá tích cực của ban tổ chức giải. Giải U15 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thì về chất lượng chuyên môn thì tương đối là đồng đều. Tuy nhiên là cũng chưa có sự quan tâm nhiều của các bậc phụ huynh. Tại vì là trong bóng đá cần nhất là phải có những sự hỗ trợ của phụ huynh. Và hơn nữa là các huấn luyện viên. Tại vì các team ở đây là gần như là chưa có huấn luyện viên để chỉ đạo các cháu trên sân, đâm ra cho các cháu đá nó chưa được tốt lắm so với thực tế. Sắp tới thì vào giữa tháng 6 ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cái giải U18 để tạo phong trào sân chơi lành mạnh cho các học sinh cũng như là các cháu rèn luyện sau những giờ học căng thẳng để có cái phong trào dần dần nó phát triển mạnh mẽ hơn. Mặc dù là giải bóng đá phong trào, song để giải đấu diễn ra thành công luôn có sự đồng hành hỗ trợ về vật chất tinh thần của các mạnh thường quân và các nhà tài trợ. Điều này vừa giúp cho ban tổ chức tốt cho các giải đấu, cũng như là nguồn động viên để thúc đẩy phong trào bóng đá của tỉnh ngày một phát triển. Thay mặt các nhà tài trợ, công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không tại Điện Biên, chúng tôi luôn khuyến khích và luôn luôn đồng hành cùng với tất cả các giải đấu, từ thiếu niên và các giải đấu U khác nữa. Mong rằng là cái phong trào thể thao của tỉnh Điện Biên nói chung và phong trào bóng đá của tỉnh Điện Biên nói riêng sẽ luôn luôn phát triển và phát triển mạnh hơn nữa. Với những giải đấu như thế này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em, mà qua đây còn giúp ban tổ chức tiếp tục xây dựng kế hoạch để tổ chức tốt hơn cho các giải đấu lần sau. Song, điều quan trọng hơn cả là sẽ thúc đẩy được phong trào bóng đá trong lực lượng đoàn viên trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tập yoga mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như là tăng sự linh hoạt và sự dẻo dai, sức bền cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, cải thiện hoạt động của các hệ cơ quan, hệ thần kinh, tuần hoàn, tiêu hóa. Thêm vào đó, tập yoga còn có tác dụng phát triển các cơ, giúp các cơ rắn chắc, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong học tập, công việc và cuộc sống. Tập yoga hàng ngày còn là liệu pháp tuyệt vời để phòng và chữa bệnh, tăng cường sức khỏe. Các bài tập yoga có những tác dụng như ngăn ngừa các bệnh về xương khớp, giảm đau lưng, đau cổ, đau vai, đau nhức các khớp, cải thiện khả năng hoạt động của phổi, ổn định đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng huấn luyện viên Phạm Thị Hòa, câu lạc bộ Phạm Hòa Yoga Điện Biên tập theo bài số 5, tăng nội tiết tố cho cơ thể. Duyệt thắt từ từ thu hai cái tay của mình cạnh gối, nhẹ nhàng tóc uốn cong lưng, xoay vai mở ngực vươn người ngồi trên hai gót chân, hai tay của mình chống xuống, ta đưa hai chân về phía trước, ta ngồi lên, gót chân chạm phía mép trên của thảm nào, nhẹ nhàng hạ lưng của mình nằm xuống thảm, chúng ta nằm ngửa ở trên thảm, hai bàn tay ngửa, hai chân mở rộng bằng hông, thả lỏng hai vai, hơi hướng cái cằm của mình về lồng ngực, thư giãn ở tư thế Savasana, tư thế xác chết. Tiếp theo ta thực hiện tư thế cây cầu, hai tay xuôi dọc thân người, co hai gối của mình lên, gót chân cách mông một bàn chân, hai chân mở rộng bằng hông, hai cạnh trong của bàn chân song song và thẳng hàng với nhau, từ xương cụt lên đến đỉnh đầu thẳng hàng, úp bàn tay xuống thảm, hai gối mở rộng bằng hông, hai mũi bàn chân không mở về. Ta vẫn sử dụng cái hơi thở âm, giữ tại ở đây, ta hít một hơi thật sâu, thở ra ta nhẹ nhàng nâng hông của mình đi lên, ta ấn lực của bàn chân cho đều, ấn lực của bàn tay và cùi trỏ, tỳ lực của vai, ta nâng cao cái hông của mình lên nữa, thở hết thoát chặt bụng khóa hậu môn. Rồi hít sâu, ta nhẹ nhàng hạ mông hạ lưng của mình xuống thảm, chân giữ nguyên. Thở ra ta giữ ở đó và điều hòa hơi thở. Hai, giữ nguyên, ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ta nâng hông, nâng lưng của mình lên, thở thật hết, hết hơi thở. Ta chú ý rút hậu môn và nén hơi thở tại đây 8 giây. Siết cơ đùi, đẩy hông lên cao hơn nữa. Hít sâu, ta nhẹ nhàng hạ mông, hạ lưng của mình xuống thảm. Thở ra, hít thở điều hòa tại đây 2 hơi thở. Lần thứ 3, hết một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng ta nâng cái cơ thể của mình đi lên, quan sát cái nền móng của bàn chân, siết cơ đùi, cảm nhận cái vùng năng lượng nó đang đổ về vùng hông, cảm nhận cái vùng rốn của mình nó đang áp sát về cột sống, nó mát xa toàn bộ cái vùng nội tạng, đẩy cao hơn một chút nữa, nén hơi thở đi ạ. Rồi hít sâu, ta nhẹ nhàng hạ lưng hạ mông của mình xuống thảm. Thở ra, ta điều hòa hơi thở. Ta quan sát từ bên trong, thấy cái nền móng của bàn chân. Thông thường thì mọi người, những người mới, khi nâng lên là cái mũi bàn chân của mình nó hay bị mở ra. Ta cố gắng ấn cái cạnh trong của bàn chân xuống thảm. Ta ấn cái ngón chân cái xuống để cho cái lực của chúng ta đều trong 4 góc của bàn chân. Lần cuối, giữ nguyên tại đây, hết một hơi thật sâu, rồi thở ra ta nhẹ nhàng nâng cái hông của mình đi lên, giữ ở đây nén hơi thở, khóa Mula Bandha. Động tác này giúp cho cái vùng hông của mình nó được mát ra, nó đổ cái năng lượng, đổ cái khí huyết vào nuôi dưỡng cái vùng hông, vùng xương chậu, nó làm cân bằng nội tiết tố, nó làm massage cơ quan buồng trứng và tử cung cho mình. Giữ ở đây vài nhịp thở nữa với hơi thở đều. Mỗi lần ta hít vào, ta mang hơi thở về vùng bụng. Rồi khi ta thở ra, ta cố gắng nâng cao cái hông lên một chút nữa. Ta cố gắng thoát chặt cái bụng lại một chút nữa. Rồi ta đưa tâm trí của mình về vùng bụng dưới. Ta cảm nhận cái vùng bụng dưới, cái vùng tử cung, cái vùng buồng trứng,
nó được nóng ấm dần lên. Ép cái ngón chân cái xuống thảm hơn một chút nữa, nâng cao hông một chút nữa và siết cái cơ đùi lại. Đưa tâm trí của mình vào vùng bụng dưới. Một hơi thở cuối, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, hạ cái mông cái lưng của mình xuống thảm. Hai gối co lên ngực, hai tay ôm lấy gối, kéo cằm chạm về gối để trả lưng, giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 3 2 1 Ta từ từ hạ chân xuống thảm, hai chân duỗi thẳng cách rộng bằng hông, hai tay vươn về phía đỉnh đầu, hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra ta nhẹ nhàng buông hai tay dọc thân người, ngửa lòng bàn tay, thư giãn, thả lỏng. Nhúc nhích cái thân người của mình cho cân đối trên mặt thảm. Cảm nhận cái vùng xương sống của mình nó được thẳng hàng, nó được mềm mại, nó được thư giãn. Hai chân khép lại, hai tay áp sát vào thân người, úp bàn tay xuống thảm, chuẩn bị tư thế cái cày. Thẳng lưng, cả lớp hít vào về tư thế cái cày, nhấc hai chân, hai tay đỡ ở vùng lưng. Cái tư thế này ta có mục đích là để cho làm cân bằng lại cái vùng lưng của mình, làm thư giãn, làm thả lỏng cái vùng lưng, tạo sự cân bằng cho xương sống của mình. Giữ ở đây hai nhịp thở đều, cố gắng tập trung cảm nhận vào cái hơi thở của mình, cảm nhận cái vùng lưng của mình nó được kéo giãn. Cố gắng đẩy cái đỉnh mông lên một chút nữa, kéo cái ngực hướng về cằm chứ không cố gắng ép cằm về ngực. Một hơi thở nữa, hít sâu rồi thở ra, ta nhẹ nhàng co hai gối chạm trán, bật thân người và lăn lưng trên thảm, lăn tròn lưng 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ta ngồi trên thảm, ta xoay người sang bên trái. Ta thu hai bàn chân lại áp sát nhau, hai tay đan lại và bao lấy mũi bàn chân. Hạ cái khớp háng của mình xuống, thả lỏng cái khớp háng ra, hạ cái gối xuống. Lưng thẳng, ta dùng chân thả lỏng ở tư thế cánh bướm. Khép mắt lại, buông lỏng hai vai, làm mềm mại cái khớp háng của mình, thả lỏng cái vùng xương chậu. Dùng nhanh hơn một chút nữa, cảm nhận những cái cẳng chân phía ngoài và cái đùi áp sát xuống mặt thảm. Hơi xiết nhẹ cái cơ bụng lại nào. Nhanh hơn. Chậm chậm. Và dừng lại. Chúng ta ngồi chắp bằng ở trên thảm, hai tay đặt nhẹ trên gối, vài hơi thở điều hòa, chụp lưng thẳng, thư giãn khuôn mặt, thả lỏng hai vai, hít sâu, chậm chậm ta thở ra thật hết, hít sâu. Thư giãn khuôn mặt, thả lỏng chân mày và đuôi mắt, thả lỏng gò má và xương hàm, thả lỏng hai vai. Rồi ta chậm chậm thở ra, ta đẩy hết sự căng cứng, mệt mỏi trong cơ thể ra bên ngoài. Một hơi thở điều hòa nữa, hít sâu.
rồi ta chậm chậm thở ra thật hết. Ta nhẹ nhàng mở mắt ra, hít vào ta nâng và vươn hai cánh tay của mình lên cao. Chắp hai tay lại, thở ra kéo hai tay về ngực, cúi đầu hướng về ngón tay cái. Namaste. Mời cả lớp nghỉ. Chương trình tạp chí thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí thể thao số 143 cũng vào khung giờ này thứ ba tuần sau.